Trung Quốc mua 35 tỷ đô la Mỹ nhiên liệu giá rẻ từ Nga. Cuba bán đô la cho người dân để tạo thị trường ngoại hối. Những nền kinh tế nô lệ thời hiện đại. Ford sa thải khoảng 3.000 nhân viên và lao động hợp đồng. Lotte tính tập trung vào Việt Nam sau khi rút khỏi Trung Quốc. Xuất khẩu sơ dừa của Việt Nam tăng 272%. Tất cả sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Hoàng Quyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Bloomberg, Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh mua vào năng lượng của Nga. Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Bắc Kinh đã mua tổng cộng là 35 tỷ đô la Mỹ dầu thô, các sản phẩm từ dầu, khí đốt tự nhiên và than đá từ Nga cách đây một năm con số chỉ là 20 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, giá trị nhập khẩu tăng cao, một phần là do giá năng lượng tăng vọt bởi vì xung đột và các đòn trừng phạt qua lại. Dù vậy thì Trung Quốc vẫn nhập khẩu nhiều hơn, đôi khi với giá rẻ. Trong tháng 7, lượng than được Trung Quốc mua từ Nga đã tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, lên 7,4 triệu tấn, đánh dấu mức kỷ lục. Trong khi đó, than cốc được sử dụng nhiều trong ngành thép, tăng tới 63% lên 2 triệu tấn, Nga hiện là nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu của Trung Quốc. Moscow đã vượt mặt Indonesia sau khi Sakata đã quyết định tăng giá nhiên liệu. Trong tháng 7, Bắc Kinh đã nhập khẩu 7,15 triệu tấn dầu thô từ Nga, thấp hơn tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Trung Quốc đã giảm so với tháng 6, xuống còn khoảng 410.000 tấn, nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 20%. Con số trên đã không tính đến lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển sang Trung Quốc qua đường ống. Tuy nhiên, các lô hàng LNG vẫn là kênh vận chuyển chính tới nước này. Kinh tế của Trung Quốc đang giảm tốc tăng trưởng do ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch COVID-19. Hoạt động di chuyển, sản xuất và vận tải đã bị gián đoạn, ảnh hưởng tới nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tăng chi tiêu cho năng lượng của Nga lên 7,2 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7. Một năm trước đó, con số chỉ là 4,7 tỷ đô la Mỹ các lô hàng nhiên liệu cũng đã chiếm tới 70% xuất khẩu từ Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, nhập khẩu đồng tinh luyện đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 20.396 tấn. Mức giảm của Nickel tinh luyện khoảng 10%, đưa lượng nhập khẩu về 3.286 tấn. Còn nhập khẩu nhôm đã tăng 16%, lên 39.053 tấn. Nhập khẩu Baladi đã tăng 29%, lên 2.350 kg nhập khẩu lúa mì đã tăng 52 lên 3.314 tấn. Hưởng lợi nhờ giá rẻ. Các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc mua nhiều dầu thô của Nga vì rằng, bởi vì với họ nguồn dầu giá rẻ rất quan trọng. Không giống như là nhà máy quốc doanh, các công ty này đã bị ràng buộc với những quy định về xuất khẩu nhiên liệu. Trong khi đó, Moscow vẫn kiếm được nhiều tiền từ việc xuất khẩu năng lượng, bất chấp Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch cấm nhập khẩu than và dầu từ Nga để chặn nguồn thu quan trọng của Điện Kremlin. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 1,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5 lên 20 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6. Con số này đã cao hơn nhiều so với mức trung bình năm 2021 là 15 tỷ đô la Mỹ. Cuba bán đô la cho người dân để tạo thị trường ngoại hối Thưa quý vị, giới chức Cuba đã thông báo bán đô la Mỹ cho người dân kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2022, vài tuần sau khi cho phép các ngân hàng mua đô la giá cao ở chợ đen. Theo La Habana, biện pháp này nhằm để tạo thị trường ngoại hối và giảm tình trạng lạm phát trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Bộ trưởng Kinh tế ông Alejandro Gil đã phát biểu trên truyền hình vào ngày 22 tháng 8 khẳng định biện pháp mua bán đô la này cho phép trao đổi tiền tệ hợp pháp và làm tăng sức mua của đồng nội tệ peso. Theo AFP cho biết, phần lớn số ngoại tệ ở Cuba được giao dịch ở chợ đen. Người dân Cuba nhận được đô la từ người thân ở nước ngoài hoặc là từ các dịch vụ du lịch đón khách quốc tế. Để xóa bỏ thị trường ngoại tệ không chính thức, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Cuba đã cho phép các ngân hàng và các cơ sở đổi tiền chính thức được phép mua đô la theo tỷ giá của chợ đen, là 120 peso cho mỗi đô la thay vì tỷ giá chính thức là 24 peso. Ngân hàng Trung ương Cuba cũng đã nêu rõ quy định bán đô la chỉ áp dụng cho thường dân và không bán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi công dân Cuba được phép mua tối đa là 100 đô la Mỹ. Giá đô la ở chợ đen đã tăng vọt kể từ đầu năm 2021 khi Cuba đã thực hiện cải cách kinh tế, ấn định tỷ giá 24 peso cho mỗi đô la và đình chỉ bán đô la cho người dân bởi vì thiếu tiền mặt vào tháng 6 năm ngoái. Cuba hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ 30 năm qua. Người dân đã không có lương thực, thuốc men và các nhiên liệu bởi vì hậu quả từ đại dịch Covid-19 và từ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Những nền kinh tế nô lệ thời hiện đại Thưa quý vị, báo cáo tình hình buôn người vào năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 19 tháng 7, đặc biệt đề cập đến sáng kiến vành đai và con đường. Dự án này bị cáo buộc là bốc lột quyền tự do của người lao động. Họ đã bị giữ giấy tờ phi pháp, không được trả lương và thậm chí là còn bị đối xử bạo lực và tấn công tình dục. Một nền kinh tế nô lệ từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Theo báo cáo tình hình buôn người năm 2022, Trafficking in Persons Report của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 19 tháng 7. Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam, Brunei và Macau được xếp vào nhóm cái nước hạng 3. Báo cáo Daniel nêu rằng nguyên nhân là do các quốc gia không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để xóa bỏ nạn buôn người và chưa có nhiều nỗ lực để thực hiện điều này. Hồng Kông cũng nằm trong danh sách theo dõi ở hạng 2. Vụ buôn người ở Campuchia gần đây đã trở thành một chủ đề nóng ở Hồng Kông và Đài Loan. Không phải là một hiện tượng mới nổi, cũng không phải là một hiện tượng chỉ có ở Campuchia. Có tin đồn đã cho rằng, ngay cả những người ở Hồng Kông cũng đã bị lừa. Một tin đồn khác chỉ ra rằng, vì Trung Quốc gần như đã tự phong tỏa trong hai năm qua, đã khiến cho những kẻ buôn người phải đến Hồng Kông, Đài Loan và những nơi khác để tìm nguồn cung thay thế nhưng suy cho cùng, đài loan được hưởng quyền tự do ngôn luận và điều phi lý sẽ sớm được phê bay. kể từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại trên khắp thế giới đã tồn tại nhiều hình thức nô lệ khác nhau. thậm chí có thể nói rằng một xã hội hiện đại không có nô lệ là một điều dị thường. lịch sử đã xóa bỏ nô lệ bắt đầu ở châu âu vào thế kỷ 18. tuy nhiên câu hỏi đặt ra là chế độ nô lệ có thực sự đang dần bị xóa bỏ? ông adam smith giai đẻ của kinh tế học hiện đại trong cuốn sách The Wealth of Nation có một chương đã nói về chế độ nô lệ. Ông Smith tin rằng năng suất lao động của nô lệ chắc chắn là không cao bằng những lao động tự do, bởi vì nô lệ là không có động lực để tiến bộ và chi phí quản lý là cực kỳ cao. Trên thực tế, từ thời cổ đại, loài người đã sử dụng các phương pháp khác nhau để thay thế lao động dạng đơn, chẳng hạn như là sử dụng gia súc và ngựa hoặc là máy móc thô sơ. Trên thực tế, biểu tượng nguyên thủy nhất của lao động là gia súc. Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào những năm 1860, người ta đã cho rằng cuộc chiến vì mục đích giải phóng nô lệ da đen. Nhưng ít người đã biết rằng đây cũng là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Trên thực tế, vào thời điểm đó, nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã được công nghiệp hóa rộng rãi và nền kinh tế trang trại được vận hành bằng sức lao động của nô độ lệ không cao bằng máy móc. Nói cách khác, Hoa Kỳ đã bắt đầu thay thế lực lượng lao động bằng máy móc vào giữa thế kỷ 19. Đó là lý do chính cho việc giải phóng nô lệ. Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của xã hội hiện đại là biến con người từ lực lượng lao động sang người tiêu dùng. Trước đây, nông nghiệp cần lao động nên mới du nhập lao động nô lệ. Sau này thì Mỹ phát triển về phía Tây, xây dựng đường sắt xuyên lục địa và khai thác mỏ, thì lao động nô lệ cũng du nhập từ châu Á và đặc biệt là từ Trung Quốc. Vậy thì ở thế kỷ 21, hậu hiện đại, loại công việc nào cần nhiều lao động? Tại sao các nhóm tội phạm buôn người lại dụ dỗ người từ Trung Quốc, Đài Loan và cả Hồng Kông sang đó để làm nô lệ? Một số công việc chẳng hạn như là mại dâm vẫn chỉ có con người làm được. Nhưng không phải tất cả là những công nghiệp tình dục đều dựa vào buôn người để cung cấp lao động. Và cũng không chỉ có phụ nữ bị bán sang Đông Nam Á. Có thông tin đã cho rằng, cả nam giới cũng đã bị buôn bán chủ yếu là bị ép buộc tham gia vào các trò lừa đảo trực tuyến qua mạng điện thoại. Nhưng chính xác thì có gì ở Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông mà người dân địa phương lại không có? Kỹ năng cốt lõi thực sự của mọi tổ chức tội phạm là sửa tiền. Vì vậy, để chống lại những tội phạm này, cuối cùng vẫn phải thông qua các phương tiện tài chính, từ tiền để điều tra chịu mưu đứng sau ngoài ra các nhóm lừa đảo trực tuyến qua điện thoại ở đông nam á hoạt động bằng cách là thao túng những người bị buôn bán cuối cùng vẫn là dùng người của mình để lừa dối người mình nói cách khác người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn có thể là một số người trung quốc mặc dù bộ tài chính hoa kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thủ lĩnh của các nhóm cá nhân liên quan đến nạn buôn người nhưng miễn là chính quyền địa phương còn tiếp tục nhắm mắt làm ngờ ngay cả trung quốc bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng nhắm mắt làm ngờ trước vấn đề này thì các tổ chức tội phạm vẫn sẽ hoạt động như là một doanh nghiệp bình thường. Ford đang sa thải khoảng 3.000 nhân viên và lao động hợp đồng, chủ yếu là ở Mỹ, Canada và Ấn Độ. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, Chủ tịch tập đoàn Ford, ông Bill Ford và giám đốc điều hành Jim Foley đã gửi một bản ghi nhớ vào hôm thứ Hai ngày 22 tháng 8, thông báo cho nhân viên về việc sa thải nhân sự và trong tuần này, những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được thông báo muộn một chút. CNBC đưa tin, hai ông for và đã cho biết trong một bản ghi nhớ, việc xây dựng tương lai đòi hỏi phải thay đổi và định hình lại gần như là mọi khía cạnh mà chúng ta đã vận hành trong hơn một thế kỷ qua. Nó đòi hỏi sự tập trung, rõ so sàng và tốc độ. Hơn nữa, như chúng ta đã thảo luận trong vài tháng gần đây nhất, điều đó có nghĩa là cần sử dụng lại các nguồn lực và giải quyết cấu trúc chi phí của chúng ta, bởi vì cấu trúc giá thành của chúng ta không cạnh tranh được với các đối thủ truyền thống và đối thủ mới. Không rõ là liệu việc sa thải có ảnh hưởng đến cả hai bộ phận Ford Blue và Ford Model E chạy bằng điện hay không. Các báo cáo vào tháng 7 đã chỉ ra rằng Ford đang lên kế hoạch sa thải nhân viên. Vào thời điểm đó, Lumberg đã từng báo cáo công ty đang chuẩn bị cắt giảm tới 8.000 việc làm và bộ phận Ford Blue sẽ bị ảnh hưởng. Ông Ford đã sáng lập ra các bộ phận Ford Blue và Ford Model E vào đầu năm nay. Trong thông báo về phân khúc được công bố, công ty cho biết họ sẽ tiếp tục xây dựng danh mục xe IEC với Ford Blue nhằm để thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận, trong khi Ford Model E sẽ tăng tốc đổi mới và mang lại những đột phá trên quy mô lớn về xe điện. Ford không phải là công ty ô tô duy nhất cắt nhân sự trong những tuần gần đây. Rivian cũng đã sa thải 6% nhân viên. Công ty khởi nghiệp Argo AI do Ford hậu thuẫn đã sa thải khoảng 150 nhân viên. Tesla cũng đã sa thải những nhân viên đã giúp đào tạo hệ thống Autopilot AI, hệ thống tự lái thông minh của mình. Thiệt hại kinh tế do đại dịch viêm phổi Vũ phổ Hán COVID-19 đã gây ra, phần lớn là do đứt gãy chuỗi cung ứng, đã khiến cho sản xuất bị gián đoạn và nhu cầu giảm, ít người tiêu dùng đủ khả năng mua hàng hóa và dịch vụ có sẵn trong nền kinh tế toàn cầu. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga, lãi suất liên tiếp được nâng lên, làm phá tàn nóng và cuộc khủng hoảng năng lượng đã kéo dài đang dẫn đến niềm tin cho rằng nền kinh tế thế giới gần như là đang chắc chắn hướng tới vực suy thoái. Giám đốc vận hành bà Jolene của Momentum Work đã nhận định rằng khi thị trường bùng nổ nhờ nguồn vốn sẻ, mọi người đua nhau mở rộng vì nếu không sẽ bị đối thủ vượt mặt. Thế nhưng khi mọi chuyện đã đổi hướng, nhiều công ty buộc phải sa thải nhân viên để có thể giữ được đà tăng trưởng đạt cam kết. Thưa quý vị, phần cuối là thông tin kinh tế trong nước. Lotte tính tập trung vào Việt Nam sau khi rút khỏi Trung Quốc. Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tiên của Chủ tịch Lotte Shin Jong-bin sau khi ông được chính phủ Hàn Quốc ân xá vào ngày 15 tháng 8. Korea Times đã dẫn nguồn tin từ lãnh đạo tập đoàn Lotte cho biết, ông Shin Jong-bin dự kiến đến Việt Nam vào tuần tới. Chuyến đi này của Chủ tịch Lotte đã cho thấy tập đoàn lớn thứ năm của Hàn Quốc đã coi trọng thị trường Việt Nam như thế nào sau khi sắp hoàn tất việc xuất khỏi Trung Quốc. Một lãnh đạo Lotte Shopping cho biết, chúng tôi đang tích cực hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và Indonesia. Nhất là thị trường Việt Nam đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ. Việt Nam được coi là thị trường quan trọng thứ ba của Lotte sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Lotte đang vận hành 270 cửa hàng đồ ăn nhanh Lotte Rio và 15 siêu thị Lotte Mart tại Việt Nam. Các công ty thành viên của Lotte cũng đang xây dựng các trung tâm thương mại, căn hộ quy mô lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lotte dự kiến xây một khu phức hợp mang tên Eco Smart City, quy mô gấp 1,5 lần trung tâm hội nghị và triển lãm COEX tại Gangnam, Seoul. Tại Hà Nội, tập đoàn này sẽ hoàn thành công trình Lotte Mall vào năm sau. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã thành lập Venture Việt Nam và năm ngoái nhằm đến mục đích là hỗ trợ các startup Hàn Quốc phát triển tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Lotte đang đóng cửa trung tâm thương mại cuối cùng ở thành đô Trung Quốc. Đây từng là một trong những thị trường quan trọng nhất sau Hàn Quốc và Nhật Bản của Lotte. Vào tháng trước, Lotte Shopping đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị để kết thúc cho việc bán cơ sở ở thành đô. Động thái này cũng đồng nghĩa với việc Lotte sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc sau 14 năm có mặt. Cùng với được ân xá đợt này, ông Shin dong bin còn có Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. Chủ tịch Lotte trước đây đã bị phạt 2,5 năm tù bởi vì hối lộ cựu Tổng thống Park, cũng giống như là tội danh của người thừa kế Samsung. Xuất khẩu sơ dừa của Việt Nam tăng 272% Thưa quý vị, dừa là mặt hàng phổ biến tại Việt Nam, có thể thấy tại bất kỳ nơi đâu, từ trung tâm thương mại, cửa hàng cho đến các khu chợ. Để tăng giá trị cho loại trái cây này, Thương vụ Việt Nam tại Úc, Bộ Công Thương cho biết, trong hơn 2 năm trở lại đây, Thương vụ đã đưa mặt hàng dừa vào các danh sách trọng điểm xúc tiến. Cùng với việc bán mặt hàng dừa tươi, Thương vụ cũng đã đẩy mạnh việc quảng bá sơ dừa của Việt Nam vào thị trường này. Một tin khá vui cho Việt Nam là dù cùng kỳ năm 2021, Úc đã giảm nhập khẩu mặt hàng sơ dừa lên đến là 50%. Nhưng sau đó, 5 tháng đầu năm 2022, thì xuất khẩu sơ dừa của Việt Nam vào Úc đã tăng trưởng đến 272%. Với mặt hàng dừa, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, lô dừa tươi bánh tre cũng đã được phân phối tại thị trường Úc ngay cả trong mùa đông. Trước đây sơ dừa được cho là sản phẩm phế phẩm, không có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, đây lại là mặt hàng bán rất chạy tại Việt Nam. Từ vỏ của quả dừa qua máy tách chỉ sơ dừa, người ta đã thu được hai sản phẩm có giá trị cao là chỉ sơ dừa và mụn dừa, còn gọi là cám dừa. Sơ dừa dùng để đánh dây và thảm trải đường chống lún. Thảm làm vách hàng rào, thảm ủ ấm gốc cây, thảm phủ đất trồng. Trong khi đó thì mụn dừa được dùng để làm giá thể, thay thế đất trong sản xuất cây giống. Ở tỉnh Bến Tre có diện tích dừa lên đến là 72.000 ha với sản lượng lên đến là 600 triệu trái mỗi năm. Theo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, hiện nay chiếc sơ dừa là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Vào năm 2019, tỉnh Bến Tre đã xuất khẩu gần 49.000 tấn, năm 2020 là gần 45.000 tấn. Riêng năm 2021, thị trường thế giới đã gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, cho nên tỉnh xuất khẩu khoảng là 30.000 tấn chỉ xây dừa. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.